Trường 570, tàn khốc chân tướng. Giả gia tam phu nhân toàn thân đều không thể áp chế run dày lên, đáy mắt hoảng sợ lại dần dần rút đi. Mục thanh ca nhìn về phía cái kia chạy ra nam hài, nếu là nói lúc trước chỉ là hoài nghi giả gia tam phu nhân cùng mộ dung hướng có một chân nói. Như vậy hiện tại nhìn đến cái này nam hài liền đã có thể xác định bởi vì đứa nhỏ này cùng mộ dung hướng quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, chính là mộ dung hướng thu nhỏ lại bản. Cũng ít nhiều cái này giả ra tam phu nhân bằng không nàng thật đúng là không nhớ rõ gương mặt này. Nương, Nam Hải có chút sợ hãi đi đến giả ra tam phu nhân bên người rồi sau đó gắt gao lôi kéo nàng xiêm Y tránh ở nàng sau lưng. Giả gia tam phu nhân đem Nhi Tử hộ ở sau người rồi sau đó hít sâu một hơi ngượng ngùng nhìn Dạ Quân, 14 năm, ta cũng không nghĩ tới còn có thể tái kiến ngươi. Ngươi tự nhiên không nghĩ tới ta còn sống. Dạ quân cười chào phúng, rõ ràng đang cười chính là lại làm cảm thấy hắn so này sinh ác độc thời điểm càng thêm đáng sợ. Giả dạ gia tam phu nhân cấp ngồi xuống dạ quân cùng mục thanh ca đổ nước. Mục Thanh Ca quét mắt nàng sinh hoạt nhà ở Thanh Nhã đơn giản chính như vừa mới gặp mặt cho nàng ấn tượng chính là Mục Thanh Ca biết này chỉ là nữ nhân này cho người ta ấn tượng đầu tiên. Chính là như vậy một nữ nhân điên đảo toàn bộ đêm thị làm mấy trăm điều sinh mệnh hàm oan ôm hận mà chết. Giả gia tam phu nhân chậm rãi ngồi ở giả quân đối diện. Rồi sau đó chậm rãi nói kỳ thật ta đã sớm biết ngày này sẽ đến, hắn sau khi chết ta liền biết ngày này ly ta sẽ không xa xôi nói trong mắt mang theo lệ quang càng có rất nhiều tiêu tan. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn dạ quân nói, quân nhi, nhìn đến người còn sống, ta thật sự thực vui vẻ. Dạ quân mặt vô thần sắc ta muốn biết năm đó chân tướng. Dạ gia tam phu nhân gật gật đầu, nếu thời gian có thể chảy ngược, nếu hết thảy đều có thể trọng tới ta tuyệt đối sẽ không gả cho người tam thúc, tuyệt đối sẽ không bước vào đêm phủ đại môn. Nói vậy, dạ gia cũng sẽ không rơi vào như thế kết cục năm đó ta cùng mộ dung hướng quen biết sớm, khi đó hắn còn cưới vợ ta cũng chưa gả, hắn đáp ứng quá muốn cưới ta quá môn chính là cuối cùng lại cưới nữ nhân khác. Ta minh bạch nam nhân đều là tam thê tư thiếp ta cũng minh bạch hắn không có khả năng chỉ có ta một nữ nhân. Cho nên ta cũng không có oán trách quá hắn, mà là vẫn luôn chờ hắn tới cưới ta, chính là ta không nghĩ tới ta chờ tới lại là giả ra xính lễ ta mọi cách không muốn thậm chí tưởng chết cho xong việc nói đến trước kia giả gia tam phu nhân trên người mang theo bi thương chi khí. Ta tam thúc gặp được ngươi thời điểm ngươi ở du hồ, ta tam thúc đối với ngươi nhất kiến trung tình không màng trong nhà phản đối chính là muốn cưới ngươi chưa cưới. Già già lúc này mới không thể nề hà đi hạ xính, nếu ngươi lúc trước trực tiếp cùng ta tam thúc nói thật nói ngươi đã có ý trung nhân. Ta tam thúc không có khả năng sẽ dùng cường ngạnh thủ đoạn cưới ngươi. Dạ quân lạnh lùng nói giả gia tang phu nhân hung hăng nhắm mắt lại nước mắt từng giọt rơi xuống ta làm sao không biết đâu ta cũng nghĩ như vậy quá tự mình đi tìm ngươi tam thúc chính là sao lại mộ dung hướng ngăn chờ ta nếu ngày ấy nàng không có đáp ứng mộ dung hướng không có bị ái hướng hôn đầu óc cũng không đến mức như vậy mộ dung hướng làm ngươi trở thành hắn ở đêm phủ đôi mắt như vậy hắn liền có thể khống chế đêm phủ đúng không mục thanh ca hỏi giả gia tam phu nhân gật gật đầu mục thanh ca phun chỉ lấy mũi châm chọc hỏi ta rất muốn biết hắn khai ra điều kiện gì làm ngươi vì hắn có thể như vậy hy sinh giả dạ, gia tam phu nhân hít sâu một hơi nói hắn nói sự thành lúc sau nhất định sẽ cưới ta chúng ta hai ở bên nhau vĩnh viễn đều không xa rời nhau mục thanh ca cười lạnh như vậy nam nhân nếu là ở nàng trước mặt mục thanh ca khẳng định trực tiếp kia thanh đao từ thọc vào hắn ngực như vậy nam nhân căn bản là không đáng nữ nhân đi ái đem chính mình âu yếm nữ nhân đưa cho người khác trở thành nằm vùng tam túc ra ra cho dù là ta cha mẹ đêm phủ từ trên xuống dưới đối với ngươi đều như vậy chiếu cố ngươi liền như vậy nhẫn tâm trí chúng ta vào chỗ chết gần chỉ là bởi vì người nam nhân này sao dạ quân đặt ở trên bàn nắm tay gắt gao nắm ta đã từng không ngừng một lần dao động quá đặc biệt là ngươi tam túc không hạn cuối bao dung ta ta được đến ta chưa bao giờ từng có ấm áp nhưng là giả gia tam phu nhân chế trụ váy áo nhưng là ngươi không rõ quân nhi ái không phải dễ dàng như vậy thay đổi bất thường ta vô pháp quên mộ dung hướng ta chỉ có thể trái lương tâm đi làm một chút sự tình Dạ quân mở u bàn tay thượng gân xanh nhô lên, ông nội của ta mưu nghịch chứng cứ phạm tội, cùng địch quốc thông đồng với địch thư từ, còn có binh phù đều là ngươi trộm làm. Giả dạ gia tam phu nhân gật gật đầu, binh phù là ta trộm ra tới giao cho mộ dung hướng, thư từ là ta dựa theo mộ dung hướng chỉ thị để vào lão thái gia tư phòng. Bởi vì như vậy, bởi vì này đó, cho nên tiên hoàng phán định đêm thị mưu nghịch, dạ quân tức giận vô pháp áp chế run, trong mắt hận ý bùng nổ mà ra, nếu không phải gắt gao khắc chế chính mình. Dạ quân chỉ sợ đã sớm xông lên đi ninh hạ nàng đầu. Ngay cả mục thanh ca bên cạnh đứng phong ngâm cùng xương khói đều vẻ mặt phẫn nộ chán ghét nhìn dạ ra tam phu nhân. Ai có thể nghĩ đến to như vậy dạ ra cư nhiên hủy ở như vậy một nữ nhân trong tay chỉ sợ liền chết đi như vậy khôn khéo đêm thị lão thái gia đều không thể tưởng được chính mình gia tộc cư nhiên bại hoại ở chính mình sủng ái con dâu trong tay. Màn đêm buông xuống ông nội của ta cùng cha đi trong cung tìm hoàng thượng. Lại bị nói thành bức vua thoái vị cùng cửu vương ra va chạm mà thượng. Dạ quân dò hỏi nhìn dạ gia tam phu nhân, bức vua thoái vị là tình huống như thế nào hắn như thế nào sẽ không biết. Rốt cuộc là cái dạng gì tình huống mới có thể bị nói thành bức vua thoái vị đâu. Ngày đó lão thái gia cùng cha ngươi mang người tuy nói là đêm phủ người, nhưng là kỳ thật đã sớm bị mộ dung hướng thu mua, màn đêm buông xuống những người này liền đánh bức vô thoái vị khẩu hiệu. Dạ quân cười lớn, cơ hồ nước mắt đều cười ra tới, thế nhưng là như thế, nguyên lai like là như thế, ra ra cha chỉ sợ đều không có nghĩ đến sự tình cư nhiên sẽ là như thế này đi dạ ra người ở cuối cùng cũng vẫn luôn đều tưởng tiên hoàng muốn trừ bỏ bọn họ đêm thị cho nên nhiều năm như vậy tới hắn đối hoàng thất tràn ngập thù hận tưởng hết mọi thứ biện pháp muốn báo thù. Chính là đâu cuối cùng chân tướng cư nhiên sẽ là như thế này. đêm tam phu nhân nhắm mắt lại tiếp tục nói đêm thì bị phán chín tộc chu diệt kia một ngày ta là báo cùng các ngươi cùng chết tâm ta cũng không có muốn một mình sống sót chính là liền ở ngay lúc này ta phát hiện chính mình mang thai chính như các ngươi suy nghĩ hai tử là mộ dung hướng ta là cách đi tiện ích kỳ nữ nhân ta đã sớm biết ta loại người này hẳn là xuống địa ngục giống ta như vậy bất chung không trinh nữ nhân đã sớm nên chết đi chỉ là vì hối nhi ta nói tới đây dạ ra tam phu nhân nhắm hai mắt lại nước mắt ào ào rơi xuống ngày đó nàng biết được chính mình mang thai liền ý đồ muốn xóa sạch đứa nhỏ này nhưng là nàng luyến tiếc dù sao cũng là nàng cùng người thương cốt nhục a à. nếu không có đứa nhỏ này nàng tuyệt đối sẽ cùng dạ ra người cùng chết không oán không hối hận này hết thảy đều là nàng nên chịu sau lại mộ dung hướng biết được nàng mang thai ngàn vạn trăm cái đem nàng cứu ra ta đem hài tử đặt tên vì hối nhi đó là bởi vì ta hối hận nhiều năm như vậy tới ta không có một ngày quá quá ngày lành không có một đêm có thể yên tâm thoải mái ngủ, liền tính là ngủ rồi, cũng sẽ làm ác mộng, ta biết này hết thảy đều là ta nên thừa nhận. Mộ dung ra đổ, mộ dung hướng đã chết lúc sau. Ta liền mang theo hài từ tới mẫn quận. Đêm tam phu nhân nhàn nhạt nói, mẫn quận nhật tử phi thường bình tĩnh, mà lúc trước mộ dung hướng biết mộ dung ra muốn đã xảy ra chuyện. Cho nên cho nàng cùng hài từ một số tiền, cũng đúng là này số tiền làm nàng duy trì hiện tại sinh hoạt nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc mươi 571 tang Tử Giả gia tam phu nhân lời nói thấm thiên nói, nhiều năm như vậy chuyện này vẫn luôn đều nghẹn ở ta trong lòng, hôm nay rốt cuộc nói ra, quân nhi, giả gia thật là bị oan uổng. Chưa bao giờ từng có mưu nghịch chi tâm. Cuối cùng giả gia tam phu nhân trịnh trọng chuyện lạ nói. Giả quân gắt gao nhắm mắt lại, nắm chặt đôi tay lại còn đang run rẩy bị kích khởi nội tâm chưa bao giờ đình chỉ quá. Giả gia tam phu nhân nhìn đến giả quân dáng vẻ này trong lòng phi thường không dễ chịu sương khói mắt lạnh nhìn dạ gia tam phu nhân, vì chính mình cái gọi là ái bán đứng như vậy nhiều thiệt tình người yêu thương ngươi, mấy trăm điều mạng người cứ như vậy hủy ở ngươi trên tay. Giả gia tam phu nhân quả nhiên là hảo thủ đoạn A, giả gia tam phu nhân mím môi. Mục thanh ca nhìn mắt giả gia tam phu nhân, như vậy nữ nhân là hoàn toàn không đáng đồng tình, lập tức nhìn về phía dạ quân nói, sự thật chân tướng ngươi đã biết. Hiện giờ mộ dung thị đã bị nhổ tận gốc, ngươi thù kỳ thật đã sớm báo, chỉ là không có chính tay đâm kẻ thù như vậy mới là thống khổ nhất. Dạ quân đột nhiên rút ra đau nhắm ngay dạ gia tam phu nhân, đôi mắt đỏ bừng mang theo bi phẫn, loại này song trọng phản bội chớ lấy phát tiết tâm tình không ai có thể đủ chân chính cảm nhận được. Dạ gia tam phu nhân nhìn dạ quân nói ta đã sớm nên chết đi, có thể chết ở quân nhi trong tay cũng là được như ước nguyện, chỉ là hối nhi thình các ngươi buông tha hắn. Hắn còn chỉ là một cái hài tử, năm đó chưa sinh ra, như thế liền hào nàng tham sống sợ chết sống 14 năm, sớm đã thấy đủ, hiện tại nàng lại có cái gì hào cầu đâu, cuối cùng nhìn mắt dạ quân chậm rãi nhắm mắt lại. Dạ quân cầm đau tay đều run rẩy Hắn hận nữ nhân này, hận không thể lập tức giết nữ nhân này, dạ quân đáy mắt mang theo thật sâu hận ý, rồi sau đó mắt thấy sao nhỏ liền phải đâm chúng dạ ra tam phu nhân. Mục thanh ca vội vàng chế trụ dạ quân tay nói, giết nữ nhân này, ngươi dạ ra oan khuất vĩnh viễn vô pháp rửa sạch. Dạ quân đối thượng Mục Thanh Ca đôi mắt sau một lúc lâu lúc sau lúc này mới bình tâm tĩnh khí buông trong tay nắm đau. Mục Thanh Ca nhìn về phía giả gia tam phu nhân nhàn nhạt nói. Giả gia tam phu nhân thì nói đêm thị mưu nghịch chi án đã qua đi 14 năm, rất nhiều người đều đã đã quên. Nhưng là giả gia lịch sử lại vĩnh viễn nhớ vào nam sở sử sách giả gia đem vĩnh viễn lưng đeo mưu nghịch phản quốc tội danh, giả gia hậu thế đem vĩnh viễn không có cách nào ngẩng đầu làm người dạ gia tam phu nhân nói như thế nào đều ở giả gia đãi như vậy nhiều năm, người đã phụ dạ gia, mấy trăm điều mạng người nhân ngươi cử chỉ bỏ mạng. Hiện giờ bọn họ dưới mặt đất lại còn muốn lưng đeo như vậy tội danh, giả gia tam phu nhân, người lương tâm gì an. Giả gia tam phu nhân ở mục thanh ca đứng lên lúc sau cũng đi theo đứng lên, nhìn giả quân bộ dáng rồi sau đó đối tượng mục thanh ca tầm mắt các ngươi muốn ta vì giả gia rửa sạch oan khuất bằng không giả gia tam phu nhân vì sao cảm thấy chính mình còn hào hào đứng ở chỗ này đâu nếu không phải bởi vì cái này đừng nói dạ quân ngay cả nàng mục thanh ca đều muốn động thủ giết nữ nhân này giả gia tam phu nhân nhìn nhìn dạ quân rồi sau đó trầm trọng gật gật đầu dạ quân cùng mục thanh ca đi ra thời điểm nhìn đến hối nhi ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế chờ hối nhìn nhìn đến dạ gia tam phu nhân ra tới lúc sau liền lập tức chạy tới bắt lấy dạ gia tam phu nhân tay Mục thanh ca nhìn mắt hối nhi, mộ dung thị hậu đại, khóe miệng cong lên một tia ý vị sâu xa cười. Quân nhi, có thể hay không làm ta nhìn xem ngươi mặt. Dạ quân thân hình cứng đờ, rồi sau đó nhẹ phúng ra tiếng, một chương bị thiêu hủy mặt có cái gì đẹp. Nói xong lúc sau trực tiếp đi rồi. Dạ gia tam phu nhân đột nhiên che miệng lại thấp thấp khóc thút thít, xương khói đứng ở mục thanh ca bên người ám phúng, làm bộ làm tịch nếu không có là ngươi thủ đoạn lợi hại giả ra cũng sẽ không rơi vào như thế kết cục con cháu khổng lồ hiện giờ lại chỉ còn lại có hắn một người. Giả ra tam phu nhân nghe được lúc sau càng thêm khổ sở trực tiếp vì than trên mặt đất che miệng lại khóc thút tít, hối nhi triệu tập không hiểu kêu, nương, nương, ngươi làm sao vậy? Đêm tam phu nhân, này hai ngày còn tỉnh hào hào chỉnh đốn một phen, hai ngày sau ta sẽ phái người tới đón ngươi. Mục thanh ca nói xong liền xoay người rời đi lại ở xoay người hết sức nhìn mắt phong ngâm, phong ngâm âm thầm gật đầu. Tiểu viện từ bên trong chỉ nghe được giả ra tam phu nhân khóc không thành tiếng tiếng khóc. Cái loại này tê tâm liệt phế, mang theo nào đó tuyệt vọng cùng may mắn, nếu lúc trước nàng không có đáp ứng mộ dung hướng, như thế nào đều không thể ra chuyện như vậy. Nàng vì ái làm sai sự tình quá nhiều quá nhiều, đã vô pháp đi đền bù, này mệnh khẩu khí này rốt cuộc nghênh đón cuối sương khói đem trong tay chén trà đưa cho mục thanh ca, tiểu thư, người làm phong ngâm phái người nhìn chằm chằm dạ ra tam phu nhân, có phải hay không sợ nàng chảy? Mục thanh ca lắc đầu nói, nàng sẽ không chảy. Ta à, nhưng thật ra cảm thấy rất có khả năng a à, nữ nhân này sự tình gì làm không được a à? Nhớ trước đây đêm thị đó là nam sở nhất quyền quý gia tộc chính là bởi vì cưới nữ nhân này cư nhiên rơi vào như thế bị thương xong việc kết cục. Nếu 14 năm trước đêm thiếu gia cũng bất hạnh chết thảm với lửa lớn bên trong, chỉ sợ thế nhân vĩnh viễn sẽ không biết đêm thị nam đó bị oan uổng. Đúng vậy, cho nên nói nữ nhân là cỡ nào đáng sợ, đều nói nam nhân có thể làm mưa làm gió, lại không biết ở trên đời này nữ nhân chỉ cần động động ngón tay liền đã là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mục thanh ca nhẹ phúng ra tiếng, từ xưa đến nay có bao nhiêu nữ nhân mưu hại nam nhân tánh mạng có chút nam nhân lại còn tự cho là độc tài mỹ nhân lại không biết chính mình đã sớm là mỹ nhân trong tay cái thớt gỗ thịt ta sở dĩ làm phái người nhìn chăm chăm nàng không phải sợ nàng chạy mà là lo lắng có người muốn giết người diệt khẩu chuyện này nhất không nghĩ bị vạch trần đó là mộ dung thị người chính là mộ dung thị đã sớm bị nhổ tận gốc như thế nào còn sẽ có người đối nàng bất lợi đâu muốn lật đổ đêm thị kẻ hèn một cái mộ dung thị cho dù có thiên đại bản lĩnh cũng không có khả năng trong chiều tất nhiên có người tương trợ chính là vương phi vừa rồi đêm tam phu nhân cũng không có nói ra có người khác hỗ trợ mục thanh ca cười cười bởi vì nàng không biết vương phi ta làm hồ đồ mục thanh ca ý vị sâu xa cười những người này khẳng định sẽ xuất hiện đêm khuya quả như mục thanh ca sở suy đoán như vậy có người mướn giết người ám sát đêm tam phu nhân mẫu tử Mục Thanh Ca cùng dạ quân đuổi tới thời điểm, đêm tam phu nhân ôm bị đoàn tiễn bắn chết nhi tử khóc lóc thảm thiết, gắt gao ôm đã lạnh lẽo chết đi nhi tử không buông tay, báo ứng, đây là báo ứng. Ha 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 nàng chỉ vào thiên trường cười, nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Phòng Ngâm đi đến Mục Thanh Ca bên người, chính như Vương Phi sở liệu, đã phái người theo dõi những cái đó sát thủ tin tưởng qua không bao lâu nhà nghèo liền có thể tra ra phía sau màn độc thủ. Mục Thanh Ca gật gật đầu, dạ quân nhìn về phía Mục Thanh Ca nói, ra kinh thời điểm ngươi gióng chống khu chiêng đó là làm người biết ngươi lần này tiến đến mẫn quận là vì nàng. Ân, dạ quân nhìn Mục Thanh Ca ánh mắt mang theo tán thưởng, không hổ là hắn coi trọng nữ nhân. Mục Thanh Ca không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn bên kia khóc giống đêm tam phu nhân đêm tam phu nhân ôm hài tử đột nhiên quỳ gối mục thanh ca cùng dạ quân bên người khẩn cầu quân nhi cửu vương phi ta cầu xin các ngươi các ngươi cứu cứu ta nhi tử đi ta biết ta chết không đủ tích nhưng là hài tử là vô tội cầu xin các ngươi mục thanh ca chậm rãi cúi người nhìn nàng trong lòng ngực sớm đã nhắm mắt lại hài tử rồi sau đó duỗi tay vỗ hạ hắn cái chán nói chỉ tiếc ta là mục thanh ca bởi vì nàng là mục thanh ca cho nên nàng nhớ rõ chính mình thân phận mộ dung thị sở phạm sai cũng vĩnh viễn sẽ không quên nàng sẽ không lại đi cứu một người không đáng mộ dung thị người mà đứa nhỏ này cũng không phải nàng an bình nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc mươi 572, nhận ra. Vừa mới trải qua tang tử chi đau đêm tam phu nhân tất nhiên muốn xử lý hài tử hậu sự mới bằng lòng rời đi, mà Mục Thanh Ca biết đêm tam phu nhân hiện giờ đã là vạn niệm câu hôi. Hài tử là nàng tồn tại dựa vào, là nàng sống sót lực lượng, mà hiện giờ cái này lực lượng đã rời đi. Mục Thanh Ca cùng dạ quân bình tĩnh đứng ở trong viện, lúc này có vị phụ nhân dẫn theo rổ chậm rãi đi tới mục thanh ca cùng dạ quân liếc nhau vị kia phụ nhân nhìn đến mục thanh ca trong mắt mang theo kinh ngạc rồi sau đó vội vàng hướng về mục thanh ca mà đến mục thanh ca duỗi tay xương khói cùng phong ngâm liếc nhau xương khói tay đã nắm lấy bên hông thượng trường kiếm bán hạ công tử vị kia phụ nhân thẳng tắp đi đến mục thanh ca trước mặt vui sướng kêu mục thanh ca đột nhiên nhíu mày nàng là nữ trang nói chung căn bản là sẽ không có người nhận ra nàng sương khói cũng là phi thường kinh ngạc rồi sau đó nói, vị này phụ nhân, ngươi nhận sai người. Vị kia phụ nhân lắc đầu vui sướng nói, ta sẽ không nhận sai. Bán hạ công tử ngươi không nhớ rõ ta, năm đó mẫn quận bệnh sốt rét ta trượng phu từ trên lầu nhảy xuống đi, hài tử cũng nhiễm bệnh sốt rét ít nhiều bán hạ công tử cứu trị chúng ta mẹ con hai người. Bằng không chúng ta mẹ con hai người đã sớm đã chết. Mục Thanh Ca đột nhiên nhớ lại cái này phụ nữ, chính là cái này phụ nữ cư nhiên nhận ra nàng, bên cạnh giả quân nhìn mắt Mục Thanh Ca, bán hạ lấy cứu trị mẫn quận bệnh sốt rét mà nổi tiếng. Nữ nhân này y thật lợi hại, cư nhiên liền ôn dịch đều có thể chữa khỏi. Mục Thanh Ca hơi hơi mỉm cười nhìn phụ nhân nói, phụ nhân ngươi thật sự nhận sai. Phụ nhân lắc đầu còn tưởng nói chuyện lại bỗng nhiên nhìn đến Mục Thanh Ca người bên cạnh, rồi sau đó ngẫm lại xem bán hạ công tử này đây nam nhi chi thân gặp người, mà hiện tại chính mình trước mặt cái này lại là nữ nhi thân, tất nhiên có chính mình nguyên nhân. Vì thế phụ nhân nhìn Mục Thanh Ca nói, có lẽ là ta thật sự nhận sai, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Mục Thanh Ca cười cười cũng không để ý, nàng cũng biết cái này phụ nhân biết chính mình thân phận, bất quá nàng cũng là cái người thông minh. Người vì sao xuất hiện ở chỗ này? Sương khói hỏi ta là tới xem hối nhi nương, nghe nói hối nhi qua đời, ta nghĩ hối nhi nương tất nhiên thương tâm cho nên liền lại đây nhìn xem. Chúng ta là từ kinh đô lại đây tiếp hối nhi mẫu thân trở về. Ngươi không cần lo lắng trở về đi. Vị kia phụ nhân nhìn xem mục thanh ca, rồi sau đó nghĩ chuyện này tất nhiên cũng không đơn giản vì thế gật gật đầu, hảo ta đây liền đi về trước. Nói xoay người rời đi. Chờ một chút. Sương khói nhìn mắt Mục Thanh Ca rồi sau đó nói, còn có chúng ta tiểu thư cũng không phải là cái gì bán hạ công tử. Chúng ta nhưng không muốn nghe đến bên ngoài có cái gì nhàn ngôn toái ngữ. Phụ nhân cười cười ứng thừa, là ta nhận sai, còn thỉnh tiểu thư không cần để ý, ta tất nhiên sẽ không nói hưu nói vượn, tiểu thư xin yên tâm. Các nàng mẹ con tánh mạng đó là bán hạ công tử cứu sao có thể sẽ ở bên ngoài nói bán hạ công tử sự tình đâu. Phụ nhân rời đi lúc sau. Mục thanh ca hơi hơi nhíu mày, nhẹ giọng nói nhỏ, như thế nào sẽ nhận ra ta? Huống hồ vẫn là không thân người, như thế nào sẽ là liếc mắt một cái liền nhìn ra? Dạ quân nghe được lúc sau khóe miệng chậm rãi gợi lên, ở đông đảo bình thường bá tánh chung, có rất nhiều người đều là đại trí giả ngu, người nếu là không nghĩ bị truyền ra đi. Như vậy biện pháp tốt nhất chính là diệt khẩu. Không được, dạ quân nói âm vừa ra mục thanh ca liền trầm sắc nhìn về phía dạ quân. Ngươi không sợ nàng tiết lộ ra ngươi bí mật, dù cho như thế ta cũng sẽ không đối một cái phụ nhân động thủ. Lòng dạ đàn bà chung quy chuyện xấu. Ha 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 chuyện xấu người vĩnh viễn đều là các ngươi này đó khinh thường nữ nhân người có hay không người cùng ngươi đã nói ngàn vạn không cần xem thường nữ nhân. Có người đêm thị giáo huấn ngươi cư nhiên còn không có học được sao? Mục thanh ca nhẹ phúng nói dạ quân sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt hỗn độn nhìn về phía mục thanh ca tự hồ muốn giết mục thanh ca giống nhau. Ngay cả mục thanh ca bên cạnh xương khói đều âm thầm vì vương phi trộm vuốt mồ hôi. Mục thanh ca nhìn dạ quân bộ dáng. Nàng không thích đối với người miệng vết thương giải muối, nhưng là đối với dạ quân, mục thanh ca luôn là mạc danh mang theo không thích không. Nàng sẽ không quên đã xảy ra rất nhiều sự tình đều là từ dạ quân khiến cho. Dạ quân hít sâu một hơi không nói chuyện nữa. Hôm sau, Mục Thanh Ca cùng dạ quân mang theo đêm tam phu nhân hướng kinh đô xuất phát. Mục Thanh Ca cùng đêm tam phu nhân ngồi ở trên xe ngựa tang tử đêm tam phu nhân sắc mặt đều là trắng bệch khó coi, nàng hiện tại duy nhất sống sót lực lượng đó là phải vì đêm thị rửa sạch oan khuất. Chỉ có như vậy nàng mới có thể an tâm rời đi. Mục thanh ca tự hồ cảm ứng được cái gì vì thế vén rèm lên nhìn về phía mẫn quận cửa thành, chỉ nhìn đến cửa thành vị kia phụ nhân mang theo chính mình nữ nhi, phụ nhân nhìn đến mục thanh ca từ trên xe ngựa mặt vươn đầu vì thế vội vàng mang theo nữ nhi đối với mục thanh ca phất tay cáo biệt. Mục thanh ca cười cười, các nàng chỉ là bình thường dân chúng, không thể đủ vì mục thanh ca làm cái gì, chỉ có thể phủng chính mình chân thành tha thiết tâm đối với mục thanh ca phất tay cáo biệt. Mang theo chân thành lòng đang phương xa khẩn cầu nàng bình an. Nương, hạ tỷ tỷ hào sao? phụ nhân nắm nữ nhi cười cười nói, nữ nhi, ngươi phải nhớ kỹ người tốt có hào báo, nàng nhất định sẽ thực hào thực hạnh phúc, ngươi về sau cũng muốn trở thành hướng nàng người như vậy biết không? Tiểu nữ hài ngoan ngoãn gật gật đầu, trên xe ngựa. Mục Thanh Ca dựa vào nơi đó, đêm tam phu nhân nhìn Mục Thanh Ca hỏi, quân nhi hắn có khỏe không? Mục Thanh Ca nghe nói mở to mắt hồi nói, gia tộc chín tộc chu diệt đình tội phạm thân phận vì báo thù rửa hận sống sót ngươi cảm thấy như vậy sinh hoạt hắn hào sao? nếu không phải chân tướng, hắn chỉ sợ còn nắm hoàng thất không bỏ đâu. Đêm tam phu nhân hung hăng nhắm mắt lại, rồi sau đó thở dài, kỳ thật năm đó hắn tam thúc có hoài nghi quá ta, hắn rõ ràng hoài nghi ta, lại vẫn là không có áp dụng bất luận cái gì hành động. Mục thanh ca ngược lại nhìn về phía đêm tam phu nhân, đêm tam phu nhân tiếp tục nói, hắn khả năng cho rằng ta sẽ không phản bội đêm tị, hắn vẫn luôn đều thực tin tưởng ta bởi vì hắn thâm ái ngươi cho nên hắn vô điều kiện tin tưởng ngươi lại không có nghĩ đến ngươi thế nhưng vẫn là phản bội hắn thế cho nên toàn bộ đêm thị điên đảo đêm tam phu nhân bụng mặt khóc thút thít chỉ cần nhớ tới năm đó sự tình nàng tâm liền giống như đau cắt khó chịu đêm tam phu nhân tại đây chuyện thượng tất cả mọi người có tư cách khóc duy độc ngươi là không có tư cách đêm tam phu nhân lau nước mắt ngươi nói không sai ta làm ra loại chuyện này có cái gì tư cách khóc đâu ái nguyên bản là không có sai, nhưng ngươi lại đem ái biến thành phạm tội. Đêm tam phu nhân chua xót cười cười, rồi sau đó nói, ta biết ta không có tư cách cầu ngươi, nhưng là cửu vương phi ta hy vọng ngươi cùng cửu vương ra có thể hào hào chiếu cố quân nhi. Là ta thực xin lỗi hắn, thực xin lỗi dạ ra. Dạ. Đêm tam phu nhân giọng nói còn không có lạc xe ngựa liền đã dừng lại, mục thanh ca đột nhiên kéo qua đêm tam phu nhân cánh tay. Bên ngoài truyền đến sát thủ vọt tới thanh âm mục thanh ca kéo ra mảnh nhìn bên kia rậm rạp vọt tới người nửa nheo lại đôi mắt xương khói bảo vệ tốt đêm tam phu nhân đúng vậy mục thanh ca từ trên xe ngựa nhảy xuống đi dạ quân sớm đã từ trên lưng ngựa phi thân dựng lên nhìn mắt vọt tới sát thủ trong tay đao sớm đã chuẩn bị tốt mục thanh ca lấy ra trường kiếm cùng dạ quân đứng chung một chỗ Dạ quân nhìn mắt mục thanh ca không cần quá nhiều ngôn ngữ liền đã muốn làm cái gì, sương khói đem trên xe ngựa đêm tam phu nhân đỡ xuống dưới, cùng phong ngâm che chở đêm tam phu nhân. Phong ngâm tuy rằng nội lực toàn vô nhưng là đơn thuần có thể hộ thân võ công lại vẫn phải có. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Trường 573, so sánh với những người này mục tiêu thực minh xác đó là hướng về phía đêm tam phu nhân mà đến. Hai bên không tránh được một hồi chiến đấu kịch liệt bất quá mục thanh ca sở mang người đều là võ công cao cường hạng người, mà dạ quân sở mang ám vệ cũng đều là chọn lựa kỹ càng ra tới. Thực mau liền chiếm thượng phong. Bất quá sát thủ lại chỉ nhiều không ít thực mau sát thủ liền từ trung gian phá vây mà ra, xông thẳng đêm tam phu nhân mà là, phong ngâm sắc mặt trầm xuống chắn đêm tam phu nhân trước mặt sát thủ chỉ khấu phong ngâm cổ, rồi sau đó đem hắn trực tiếp sách ra tới, dừng tay, bằng không ta giết hắn. Phong ngâm, chế trụ phong ngâm người thực vừa lòng nhìn đến bọn họ dừng tay, chúng ta mục đích các ngươi đều biết, chỉ cần các ngươi đem nữ nhân kia giao cho chúng ta, chúng ta liền thả hắn. Nếu không, các ngươi liền chờ cho hắn nhặt xác đi. Phong ngâm mang theo trầm sắc nhìn mục thanh ca, phu nhân. Không cần phải xen vào ta hắn phong ngâm khi nào cư nhiên sẽ rơi vào như vậy nông nỗi, cư nhiên bị người bắt cóc. Đêm tam phu nhân đối dạ quân trọng yếu phi thường. Dạ quân sao có thể phòng trừng phong ngâm mệnh, lập tức nói thẳng, không cần phải xen vào hắn. Bắt cóc phong ngâm người lập tức liền ở phong ngâm cánh tay thượng hung hăng cắt một đao, đường trường huyết bắn ba thước, tiếp theo đao chính là cổ hắn. Mục thanh ca trên mặt mang theo lạnh lẽo. Hảo, mục thanh ca, dạ quân trách mắng. Đối với người mà nói, nàng tánh mạng so bất luận kẻ nào đều phải quý giá, bởi vì thiếu hắn liền vô pháp chứng minh ngươi dạ ra trong sạch nhưng là đối ta mà nói. Phòng ngâm tánh mạng lại quan trọng nhiều, những cái đó bất quá là chết đi người, mà phong ngâm lại là sống sờ sờ người. Phu nhân, phong ngâm trong mắt mang theo cảm động. Mục thanh ca nhìn về phía bên kia đêm tam phu nhân, đêm tam phu nhân nhìn mắt dạ quân rồi sau đó từ xương khói bên cạnh đi hướng mục thanh ca mục thanh ca chế trụ đêm tam phu nhân cánh tay đem nàng chậm rãi kéo đến phía trước đi cùng phong ngâm kêu to dạ quân đột nhiên nhíu mày liền phải động thủ xương khói vội vàng chắn dạ quân trước mặt xương khói đi theo mục thanh ca lâu như vậy tự nhiên biết nàng muốn làm cái gì bắt cóc phong ngâm người mang theo phong ngâm chậm rãi đi đến trung gian mục thanh ca đem đêm tam phu nhân trực tiếp đẩy qua đi mà phong ngâm cũng bị đẩy lại đây hai người trải qua hết sức phòng ngâm đột nhiên một phen giữ chặt đêm tam phu nhân hướng phía dưới đánh tới mặt sau mục thanh ca trong tay ngân châm một loạt toàn bộ bay đi mau chuẩn tàn nhẫn làm người bất ngờ trốn không thoát trực tiếp một châm xuyên qua yết hầu dạ quân nhìn ngã xuống người gian trá nữ nhân mục thanh ca nhàn nhạt quét mắt trên mặt đất tử thi ngự thư phòng bọn họ thật sự mang về đêm tam phu nhân phượng hạo hiên hỏi Thanh Hoa trả lời, đúng vậy Hoàng thượng, cửu vương phi đã từ mẫn quận tiếp trở về đêm tam phu nhân, hơn nữa ở trên đường bị tập kích. Phòng thúc gật gật đầu nói, năm đó đêm thị mưu nghịch chi án oanh động toàn bộ thiên hạ. Lúc trước muốn vạn ngã đêm thị chỉ dựa vào một cái mộ dung thị tất nhiên vẫn là không có khả năng, trong chiều tất nhiên có gì cùng mộ dung thị thông đồng làm bậy tiến hành việc này. Hiện giờ sự tích bại lộ ra tới, bọn họ tự nhiên muốn giết người diệt khẩu. Phượng Hạo Hiên ngón tay có một chút không một chút gõ cái bàn, 14 năm trước đêm thị mưu nghịch tri án xem ra là muốn mở ra. Tuy rằng nói đêm thị mưu nghịch sự mộ dung thị hãm hại, nhưng là hạ lệnh chu chín tộc lại là tiên hoàng, kể từ đó, có thể hay không cấp tiên hoàng tạo thành cái gì không tốt cách nói. Đêm thị một mạch mấy trăm điều tánh mạng ở 14 năm trước oan chết, hiện giờ chấm đã là biết sự tình chân tướng, sao có thể ngồi chờ chết. Thành Hoa gật gật đầu, Phong Thúc lại vào lúc này có chút lo lắng nói, vì đêm thị rửa sạch oan khuất. Cũng liền vì dã quân rửa sạch tội danh, hiện giờ dã quân mưu lực võ công không giống tầm thường, nếu đi theo Cửu Vương gia, Cửu Vương gia liền như hổ thêm cánh, dịch tướng quân, đại nhung vương. Hiện giờ hơn nữa một cái dã quân, hoàng thượng chúng ta tình cảnh chỉ biết càng ngày càng gian nan. Phong thúc Sở suy xét chậm cũng nhất nhất nghĩ tới, nhưng là đối lập cái này mà nói chậm lại càng muốn muốn cho cũng là mấy trăm điều vong hồn nhắm mắt. Có lẽ chậm không phải một cái đủ tư cách mưu lược giả, nhưng là chậm tuyệt đối không cần trở thành hồ đồ quân vương. Thành Hòa âm thầm gật đầu, đây mới là hắn chủ tử, sẽ không vì bản thân tư dục mà làm mấy trăm người vô pháp nhắm mắt. Ba ngày lúc sau đó là hoàng thượng vì Đại Nhung vương đã đến mà mở tiệc. Nghĩ đến Cửu vương phi trước đó liền có thể đạt tới kinh đô ban đêm. Liền ở Ly Kinh Đô chỉ có vài trăm dặm ở ngoài khách điếm, dạ quân một người đứng ở khách điếm bên ngoài đại thụ phía dưới nhìn đen nhánh rồi lại mang theo sáng tỏ ánh trăng. Như là trong bóng tối chiếu sáng lên hắn đi tới quang mang, bao nhiêu lần tìm được đường sống trong chỗ chết, bao nhiêu lần trọng sinh mới nghênh đón hắn dạ quân. Mỗi đêm hắn đều sẽ bị đồng dạng một giấc mộng cấp tra tấn, người nhà hòa thuận hạnh phúc, ở một hồi lửa lớn chung bị cắn nuốt. Mục Thanh ca chậm rãi đi đến Dạ Quân bên người, đối với các ngươi mà nói cái gì mới là quan trọng nhất? Hắn hỏa ái dễ gần tam thầm thầm vì ái, hủy hoại hắn gia viên. Mục Thanh ca nghiêng đầu nhìn mắt Dạ Quân rồi sau đó nói, rất nhiều đồ vật đi, rất nhiều nữ nhân vì ái thiêu thân lao đầu vào lửa, liền giống như ngươi tam thầm thầm như vậy ví dụ. Nhưng là cũng có khác ví dụ, ta ở Đông Ly thời điểm nhận thức một cái công nữ kêu Thiếu Thất nàng đồng dạng cũng là vì ái nhưng là liền tính như thế nàng cũng sẽ không phản bội chính mình lương tâm kỳ thật thiếu thất cùng đêm tam phu nhân vị trí hoàn cảnh rất là tương đồng nhưng là đêm tam phu nhân lựa chọn vì ái phản bội hết thầy mà thiếu thất lại lựa chọn vì ái gánh vác hết thầy không đi phản bội chính mình lương tâm nếu gà tiến chúng ta đêm phủ chính là ngươi theo như lời thiếu thất nên có bao nhiêu hảo a người lựa chọn không giống nhau nhân sinh liền sẽ không giống nhau đêm tam phu nhân lựa chọn vì ái phản bội hết thảy, cho nên nàng nửa đời sau đều ở thống khổ cùng hối hận vượt qua. Ta đêm thị chín tộc đã chết mấy trăm người, nàng cho rằng chỉ cần hối hận liền có thể đền bù này hết thảy sao? Hắn hận vô pháp đền bù, vĩnh viễn đều không thể đền bù. Ta không có trải qua quá người thống khổ, nhưng là ta lại trải qua quá để ý người một đám rời đi đau đớn, người vì báo thù trả thù chúng ta, ta không lời nào để nói, chính là ta hài tử ta bích hoàn lại là vô tội đã chịu liên lụy ta sẽ không quên điểm này cũng không sẽ bởi vì chúng ta tình cảnh hiện tại ta liền sẽ tha thứ ngươi dạ quân chúng ta chi gian thù ta sẽ một bút một bút đòi lại tới mục thanh ca lạnh lùng nói nàng vĩnh viễn đều không thể bích hoàn chết đi thảm dạng ta bích hoàn thực mau liền có thể cùng người yêu xong túc xong phi hiện giờ lưu lại người lại còn ở trong thống khổ lan tràn dạ quân đối bích hoàn ấn tượng không thâm lại biết nếu không phải cái này nha hoàn chết người chỉ sợ cũng là mộc thanh ca như vậy cũng liền không có đêm thị chân tướng dạ quân chậm rãi nhắm mắt lại có nhân tất có quả vì đêm thị lật lại bản án ta tùy ngươi xử trí đêm tam phu nhân đứng ở cách đó không xa bọn họ thanh âm nói chuyện nghe được rõ ràng đột nhiên che miệng lại quay người đi khóc thút thít bên cạnh xương khói đó là làm đêm tam phu nhân cố ý nghe đến mấy cái này lời nói đêm tam phu nhân lau nước mắt hỏi cửu vương phi theo như lời cái kia thiếu thất cô nương sau lại thế nào sương khói nhìn mắt đêm tam phu nhân nói nàng đã chết chết ở chính mình yêu nhất người trong tay ở nàng hôn lễ thượng đêm tam phu nhân trong mắt mang theo khiếp sợ nhìn về phía sương khói như thế nào sẽ nếu thiếu thất cô nương có thể có ngươi hoàn cảnh như vậy như vậy nàng tuyệt đối sẽ không chết đi rằng thống khổ không thể cùng người yêu ở bên nhau nhưng là ta tin tưởng nàng sẽ sống được thực hảo bởi vì thiếu thất cô nương là cái thực hiện lương người nàng chưa bao giờ sẽ làm vi phạm lương tâm sự tình mặt sau một câu tăng thêm ngữ khí nếu năm đó đêm tam phu nhân không có phản bội đêm thị như vậy hiện giờ vẫn là đêm thị tam phu nhân phong cảnh vô hạn hạnh phúc mỹ mãn chỉ tiếc lựa chọn một cái làm chính mình thống khổ hối hận lộ nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc chương 574, chứng cứ. Chính như Phượng Hạo Hiên chờ đoán trước giống nhau, Mục Thanh Ca ở Yến Hội là lúc đã bình yên xuất hiện. Trong chiều không ít người nhìn cửu vương ra bên cạnh ngồi Mục Thanh Ca tự nhiên đại gia cũng đều biết cửu vương phi ra cửa đi trước mẫn quận việc. Tuy rằng không biết cụ thể vì sao, nhưng là như cũ không ít người nghị luận sôi nổi nói là cửu vương phi cha được năm đó cũng là thảm án chân tướng cho nên đi trước mẫn quận điều tra. Đối với năm đó đêm thị chi án trong chiều không ít đại thần vẫn là biết đến, trong đó cũng có tham dự giả. Bất quá càng đáng giá vừa nói chính là bình yên ngồi. Cục thanh ca bên người ngoan ngoãn nghe lời Phượng Nguyệt Hy. Đối với vị này cửu vương phủ thế tử kia chính là mọi thuyết xôn xao, mọi người đều lại truyền vương phủ tiểu thế tử thiên tư thông tuệ, chưa kịp ba tuổi liền đã biết chữ thiên hạ, xem trước đàn thư. So với năm đó Cửu Vương gia từng có mà đều bị cập. Mỗi khi Mục Thanh ca nghe đến mấy cái này lời nói liền đề cười phi phàm, Nguyệt Hy thật là thực thông minh, đã gặp qua là không quên được, bất quá muốn nói biết chữ tiên hạ, xem trước đàn thư. Kia quả thực quá khoa trương. Đại Nhung Vương gia luật tề cùng gia luật uyển ngồi ở chủ vị xuống tay bên thủ vị cũng chính là Phượng Tiệt Trần cùng Mục Thanh Ca đối diện, Phượng Hạo Hiên dơ lên chén rượu đối với Đại Nhung Vương nói, Đại Nhung Vương đường xa mà đến, chấm cảm giác sâu sắc vui mừng, tới. Này một chén rượu chấm kính ngươi. Gia luật tề dơ lên chén rượu ý bảo tạ hoàng thượng tiếp đãi, thần cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Phượng Hạo Hiên vừa lòng gật gật đầu, này một chén rượu đại biểu cho Đại Nhung cùng ta Nam Sở Vĩnh kết với Hảo, Đại Nhung Vương yên tâm, chỉ cần có Nam Sở một ngày liền sẽ có ngươi Đại Nhung một ngày về sau đại nhung bá tánh đó là nam sở bá tánh hưởng thụ ta nam sở hết thảy đãi ngộ tạ hoàng thượng gia luật tề cùng gia luật uyển đứng lên đối với phượng hạo hiên hành đại nhung chi lễ gia luật tề ở ngồi xuống thời điểm nhìn mắt phượng tiệt trần hoàng thượng có một chuyện không không biết có nên nói hay không phượng hạo hiên cười nói đại nhung vương có chuyện nói thẳng gia luật cùng nói tuy rằng đại nhung rời xa kinh đô bất quá có một số việc liền tính là xa ở đại nhung ta cũng nghe nói ta muội muội tuy không giống nam sở thiên kim tiểu thư kiều quý nhưng cũng là chúng ta đại nhung bảo bối công chúa lại lọt vào các ngươi như thế dẫm đạp chúng ta đại nhung bá tánh chính là rất bất mãn không biết hoàng thượng có phải hay không nên cho ta một cái cách nói a à? không biết đại nhung vương nói chính là phượng hạo hiên trong lòng gương sáng giống nhau lại vẫn là giả ngu giả ngơ ta muội muội ôn hòa tướng quân hôn sự ta ra luật tề là cái tô nhân Hoàng thượng ủy khuất ta không có gì, ủy khuất ta muội muội cũng chính là ủy khuất toàn bộ đại nhung. Phượng Hạo Hiên cười cười nói, nguyên lai là chuyện này, đại nhung vương không cần hiểu lầm, công chúa ôn hòa tướng quân hôn sự chậm sớm đã hạ chỉ tứ hôn. Liền chờ đại nhung vương lại đây cử hành hôn lễ. Gia luật tề còn có nói cái gì, bên cạnh gia luật uyển kéo qua gia luật tề tay áo rồi sau đó lắc đầu. Chuyện này quan hệ đến nam sở bên trong phân tranh, tuy rằng ca ca đã tham dự vào được chính là gia luật uyển lại vẫn là không nghĩ ca ca bởi vậy mà cùng hoàng thượng khởi cái gì xung đột. Rốt cuộc hiện tại hắn mới là ngồi trên long ỉ người. Đại Nhung Vương còn chưa thưởng thức chúng ta nam sở ca vũ đi. Phượng Hạo Hiên nói, rồi sau đó liền nhìn đến một đám hồng y vũ nữ chậm rãi mà đến. Vũ nữ nhẹ nhàng khởi vũ ca vũ thăng bình. Mục Thanh Ca cùng Phượng Tiệt Trần liếc nhau, Phượng Tiệt Trần hơi hơi gật đầu. Mục Thanh Ca lúc này mới nhìn về phía chính mình phía sau vẫn luôn cúi đầu làm người nhìn không tới nàng khuôn mặt nữ tử. Mọi người đều cho rằng nàng là xương khói, lại không có nghĩ đến ngẩng đầu nháy mắt ra lạ khuôn mặt làm mọi người đều cảm thấy phi thường ngạc nhiên. Đêm tam phu nhân lấy thị nữ thân phận tiến cung ở được đến mục thanh ca gật đầu ý bảo thời điểm, đêm tam phu nhân từ mục thanh ca phía sau đi ra triều thần trung tự nhiên có nhận thức đêm tam phu nhân chỉ là nhiều năm trôi qua tướng mạo đã dần dần đạm đi mục nguyên lại nhận ra nàng năm đó đêm thị cường thịnh thường xuyên xuất nhập cung đình đêm tam phu nhân chính là trong đó một người mục nguyên đối nàng ấn tượng vẫn là rất sâu đơn giản là năm đó vân dung tiết nói qua đêm tam phu nhân thoạt nhìn là cái phi thường không tồi người bất quá vân dung tiết lại trước sau đều thích không nổi cho nên năm đó hắn nhớ rõ đêm tam phu nhân Đêm tam phu nhân đi ra nháy mắt đang ở khởi vũ đám vũ nữ sôi nổi không biết làm sao thối lui đến một bên. Đêm tam phu nhân đối với hoàng thượng chậm rãi quỳ xuống đi tội phụ Lý Kỳ Vân tham kiến hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tội phụ phải hướng hoàng thượng tố giác 14 năm trước đêm thị mưu nghịch một án chân tướng. Đàn song nhã không biết vị này phụ nhân, quý Đức Phi cũng không biết, hai người sôi nổi nhíu mày. 14 năm trước đêm thị mưu nghịch một án sớm đã có định luận, người cái gọi là chân tướng lại là cái gì? 14 năm trước tội phụ là đêm thị tam phu nhân cùng mộ dung thị mộ dung hướng cấu kết đem đêm thị lão thái ra con dấu trộm ra tới cho mộ dung hướng. Mộ dung hướng liền cấu kết địch quốc ngụy nghĩ phản quốc chứng cứ phạm tội đắp lên lão thái ra con dấu. Lại từ tội phụ trộm để vào đêm phủ bên trong đương phản quốc tội danh khấu ở trên người lão thái gia dẫn người tiến cung kỳ thật là vì cùng tiên hoàng chứng minh chính là lão thái gia mang đi người sớm đã bị mộ dung thị mua được cũng liền có sau đó bức vua thoái vị nói đến kỳ thật đêm thị căn bản là không có mưu nghịch hoàng thượng nắm rõ đêm thị tam phu nhân một phen lời nói khiếp sợ ở đây người đều mở to hai mắt nhìn sôi nổi cũng không dám tin tưởng cái cách nói này chỉ có mục nguyên lại tin tưởng năm đó hắn cùng đêm thị cũng không có quá nhiều tiếp xúc chỉ biết đêm thị cũng không tốt danh lời cho nên năm đó bọn họ mưu nghịch thật sự chứng cứ phạm tội vừa ra kỳ thật hắn mới là nhất khiếp sợ. Vớ vẩn, một cái đại thần đứng lên chỉ vào đêm tam phu nhân trách mắng. Hoàng thượng, đêm thị tri án đã qua đi 14 năm trước chỉ dựa vào này phụ nói bậy nói bạ liền kết luận tiên hoàng năm đó ngộ phán sao. Còn nữa năm đó đêm thị bởi vì mưu nghịch chín tộc đều bị chu liền, ai biết cái này bà điên là ai, cái gì đêm tam phu nhân, ai nhận thức. Mục thanh ca ngước mắt nhàn nhạt quét mắt cái kia cảm xúc kích động đại thần. Rồi sau đó cười cười đứng lên nói, Dương Đại Nhân, đêm thị tri án tuy rằng cự nay qua đi đã 14 năm. Bất quá bổn vương phi tin tưởng trong chiều có không ít lão thần đều nhận thức đêm tam phu nhân, chẳng lẽ không phải sao? Mục Nguyên cái thứ nhất đứng lên nói, Hoàng thượng, năm đó thần tuy rằng cùng đêm thị không có quá nhiều liên hệ, bất quá lại nhớ rõ này phụ, này phụ thật là năm đó đêm tam phu nhân lúc này cũng có mấy cái lão thần sôi nổi đứng lên nói nàng thật là đêm tam phu nhân dương đại nhân sắc mặt trầm xuống đang muốn nói chuyện phượng tuyệt trần trực tiếp một ánh mắt đào qua đi bổn vương nếu là không có nhớ lầm nói năm đó dương lan ngươi là đêm phủ khách quen nhìn dáng vẻ ngươi giống như không quen biết vị này đêm tam phu nhân phải không ngay cả không thân mục nguyên đều có thể nhận ra tới Dương Lan nhận không ra đêm tam phu nhân đích xác làm người cảm thấy kỳ quái, Dương Lan đổi đổi sắc mặt nói, khi cách đến nay đã 14 năm trước. Thần trong khoảng thời gian ngắn nhận không ra cũng là về tình cảm có thể tha thứ, còn thỉnh hoàng thượng thứ tội. Phượng Hạo Hiên gật gật đầu rồi sau đó nhìn đêm tam phu nhân nói, hiện tại thân phận của ngươi đã xác nhận. Bất quá cơm có thể ăn bậy lời nói không thể loạn giảng, đêm thị mưu nghịch một án chứng cứ vô cùng xác thực hiện giờ ngươi lại nói đều là ngươi cùng mộ dung hướng một tay thúc đẩy người nhưng có chứng cứ. Đêm tam phu nhân nói, năm đó việc mộ dung hướng vẫn chưa làm tội phụ toàn toàn tham dự tiến vào cái gọi là chứng cứ tội phụ không biết. Bất quá đêm tam phu nhân duỗi tay đem trên đầu duy nhất một cây mộc châm chậm rãi rút xuống dưới, đem châm đỉnh giống như cái nắp giống nhau nhổ xuống tới. Từ rỗng ruột mộc thoa chung lấy ra một giấy thư từ, này phong thư từ là năm đó mộ dung hướng cùng địch quốc thông qua thư từ mặt trên đích đích sắc sắc viết mộ dung hướng cùng địch quốc liên thủ hãm hại đêm thị chứng cứ thỉnh hoàng thượng xem qua. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Chương 575, lật lại bản án. Phượng Hạo Hiên triển khai thư từ nhìn đến mặt trên nội dung đột nhiên nhíu mày, các đại thần sôi nổi quan khán Phượng Hạo Hiên sắc mặt. Này phong thư từ Mục Thanh ca cùng Phượng Tiệt Trần đã sớm xem qua mặt trên đích xác lời nói chuẩn xác biết đến mộ dung hướng cấu kết người ngoài mưu hại đêm thị chứng cứ phượng hạo hiên xem xong thư từ lúc sau nói này mặt trên đích xác nói mộ dung hướng cùng địch quốc cấu kết hãm hại đêm thị một mạch hoàng thượng chỉ bằng một phong không biết thật giả tin chỉ sợ không đủ để làm người tin phục đi dương lan nói hơn nữa ai đều biết này phụ là đi theo cửu vương phi tiến vào cửu vương ra cửu vương phi bản lĩnh ai không biết nói không chừng Nói không chừng này hết thảy đều là bổn vương phi an bài chính là sao? Mục Thanh ca cười như không cười nhìn về phía Dương Lan, bổn vương phi nhưng thật ra rất kỳ quái. Bổn vương phi cùng đêm thị quang tám xào cũng không tới can hệ vì sao phải nghĩ như vậy tẫn biện pháp vì đêm thị lật lại bản án. Dương Lan cười nói, năm đó ai không biết cửu vương gia cùng đêm thị con vợ cả dạ quân quan hệ giao hào Dương Đại Nhân, nếu cửu vương gia phải làm chuyện như vậy ở 14 năm trước liền làm như thế nào sẽ chờ tới bây giờ đêm thị đều bị diệt mới làm. Đúng vậy đúng vậy, người bên cạnh đều sôi nổi gật đầu. Dương Lan trong khoảng thời gian ngắn không lời nào để nói. Đêm Tam Phu Nhân nói, Hoàng thượng, năm đó đêm thị thảm án rõ ràng trước mắt, vong hồn trước sau đều không thể nghỉ ngơi, tội phụ sớm đã biết chính mình phạm phải ngập trời đại hỏa. Sở dĩ tham sống sợ chết sống đến bây giờ chính là muốn chờ ngày này đêm thị năm đó kiểu gì quyền thế chỉ bằng mộ dung thị muốn lật đổ lên trời còn khó tất nhiên có người tương trợ đêm tam phu nhân có biết còn có ai mục nguyên hỏi dương lan có chút khẩn trương nhìn đêm tam phu nhân tay áo phía dưới nắm tay đều lặng lẽ nắm lấy đêm tam phu nhân lại lắc đầu nói năm đó việc tội phụ biết nói chỉ có này đó đến nỗi mộ dung hướng hay không cùng trong triều đại thần cấu kết cùng nhau mưu hại tội phụ hoàn toàn không biết gì cả Dương Lan lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, Mục Thanh ca quét mắt Dương Lan nói, Hoàng thượng, đêm tam phu nhân không biết ta lại biết. Sở hữu tầm mắt đều nhìn về phía Mục Thanh ca, Mục Thanh ca từ trong tay áo mặt lấy ra rất nhiều thư từ trình đi lên, rồi sau đó nói. Tin tưởng mọi người đều hẳn là biết đêm tam phu nhân là bổn vương phi từ mẫn quận tiếp nhận tới, trên đường gặp được vài lần ám sát những người này vì sao phải ám sát đêm tam phu nhân hẳn là không cần ta nói thêm cái gì đi theo này đó sát thủ chúng ta đã điều tra ra là người phương nào việc làm. Mục Thanh Ca nói nhìn về phía Dương Lan, thẳng xem Dương Lan khẩn trương nuốt nước miếng, Mục Thanh Ca khơi màu cười nói. Mặt trên những cái đó thư từ đó là người này cùng mộ dung hướng cấu kết chứng cứ, là hắn chưa kịp cháy hỏng. Dương Lan sắc mặt trắng bệch chỉ sợ chính hắn phi thường minh bạch này đó thư từ là như thế nào bị người trộm đi đi. Phượng Hạo Hiên xem xong thư từ lúc sau đột nhiên chụp bàn, đàn song nhã xúc không kịp phòng bị dọa nhảy dựng. Dương Lan ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Dương Lan té ngã lộn nhào trực tiếp quỳ bỏ trên mặt đất kêu lên. Hoàng thượng hiểu lầm đều là hiểu lầm a à, thần thể thần tuyệt đối không có đã làm thực xin lỗi nam sở sự tình Hoàng thượng nắm rõ. Phượng Hạo Hiên đột nhiên kêu lên hiểu lầm cái gì hiểu lầm? Ngươi là nói này đó thư từ không phải ngươi viết sao? Chẳng lẽ là bị người bắt trước không thành? Dương Lan đột nhiên gật gật đầu kêu lên, Hoàng thượng, là, khẳng định là người khác bắt trước, thần là bị oan uổng Dương Đại Nhân, ngươi là oan uổng. Như vậy đêm thị kia mấy trăm điều mạng người lại nên như thế nào đâu? Hoàng thượng, đừng nói nữa, chấm chỉ tin tưởng chấm sở xem, này đó câu câu chữ chữ, chẳng lẽ hay là có giả, trong cung có nghiệm tự quan viên ngươi muốn hay không nghiệm một nghiệm. Dương Lan đột nhiên nằm bò chậm không nghĩ tới chân tướng cư nhiên sẽ là như thế này, to lớn đêm thị cư nhiên sẽ bởi vì các ngươi này đó tiểu nhân sập mấy trăm điều mạng người cứ như vậy oan chết. Các người những người này cư nhiên còn ngủ như thế an ổn, trẫm tin tưởng 14 năm trước đêm thị tri án sở phạm quan viên không đơn giản chỉ là ngươi dương lan, còn có ai, đều cho trẫm ra tới. Nếu là bị trẫm tra ra mặt sau còn có ai, trẫm tuyệt đối không nhẹ tha mặt sau tổng cộng cha gia có 5 vị quan viên thiệp sự, thủ phạm chính giống nhau bị chém đầu, tam tộc trong vòng toàn bộ bị lưu đày, chín tộc trong vòng vĩnh thế không thể làm quan. Tài sản toàn bộ sung công, mà đêm tam phu nhân bị bắt giữ chọn ngày xử trảm. Về đêm thị lật lại bản án việc vẫn luôn là từ mục thanh ca ra mặt hoàn mỹ, Phượng Tiệt Trần vẫn luôn đều không có nhúng tay, chê ít người biết kỳ thật hết thảy đều là hắn âm thầm kế hoạch đêm thị chín tộc trong vòng mộ địa toàn bộ đều bị chuyển rời đến đêm thị phần mộ tổ tiên bên trong dạ quân đứng ở lão thái ra phần mộ trước mặt ra ra ngươi nhìn đến không có chúng ta đêm thị rốt cuộc lật lại bản án về sau đều không hề là tội thần dạ quân nghe được tiếng bước chân chậm rãi nghiêng đầu liền thấy được bên cạnh đứng phượng tiệt trần năm đó đêm thị lão thái ra cũng là đối hắn tốt nhất người chi nhất không thể không nói đêm thị lão thái gia vẫn luôn là phi thường khôn khéo người hắn giống nhau liền nhìn ra tiên hoàng muốn đem vị trí truyền cho phượng tuyệt trần cho nên ở đêm thị lão thái gia trong lòng kỳ thật đã sớm đem phượng tuyệt trần trở thành chữ quân đối đãi phượng tuyệt trần từ bên cạnh lấy quá hương khói bậc lửa buông đêm ra ra người có thể ăn giấc ngàn thu năm đó việc đều không phải là chỉ có mộ dung thị cùng những người đó có sai hoàng huynh năm đó không có điều tra rõ đều không phải là là hoàng huynh ngu ngốc vô năng mà là bởi vì năm đó hoàng huynh cũng không có cái kiên năng lực mà hắn. Dạ Quân từ bên hông lấy ra một phen trỷ thủ đưa cho Phượng Tiệt Trần, ta đã nói rồi xong việc muốn sát muốn xẻo tùy ý ngươi xử lý. Phượng Tiệt Trần nhìn mắt Dạ Quân trong tay trỷ thủ. Rồi sau đó duỗi tay tiếp nhận ngón tay khẽ nhúc nhích trực tiếp đem trỷ thủ cắm vào trên mặt đất xuống đất ba tấc, ngươi nếu là nguyện ý, như cũng có thể lấy Dạ Quân thân phận ở chỗ này tuy rằng đêm thị oan khuất đã rửa sạch nhưng là thế gian lại không có bao nhiêu người biết dạ quân còn sống. Dạ quân nhìn mắt trên mặt đất trùy thủ, không cần ta cảm thấy ta hiện tại thực hào. Về sau muốn đi đâu? Đêm thị ở chỗ này, ta liền ở chỗ này. Vương phủ đại môn sẽ vì ngươi vẫn luôn mở ra. Dạ quân đối thượng Phượng Tuyệt Trần tầm mắt rồi sau đó cười hạ duỗi tay, Phượng Tuyệt Trần cùng hắn đối chụp một chút giống như bọn họ tuổi nhỏ giống nhau mục thanh ca rất xa đứng ở xe ngựa bên cạnh nhìn bọn họ nếu đã từng đêm thị không có sập như vậy rất nhiều chuyện đều phải trọng viết đi nhưng là mục thanh ca tin tưởng bọn họ chi gian hữu nghị lại là sẽ không thay đổi sương khói đứng ở mục thanh ca bên người nói vương phi nhà tù chung đêm tam phu nhân muốn thấy dạ công tử muốn hay không giúp nàng thông truyền một chút mục thanh ca nhìn về phía bên kia dạ quân rồi sau đó nói đã chết người xem hắn có nghĩ thấy đi đúng vậy đại lao bên trong Đêm Tam phu nhân dựa ngồi ở ven tường, đều nói đã chết người cuối cùng nhìn đến nhất định sẽ là chính mình nhất tưởng yêu nhất người. Nàng cho rằng nàng sẽ nhìn đến mộ dung hướng lại không có nghĩ đến trước mặt hiện ra hiện ra tới cư nhiên là Đêm Tam. Đêm Tam phu nhân chua xót cười cười, nhiều năm như vậy, nàng cư nhiên liền một lát đều không có quên hắn, hắn luôn là như vậy ôn hòa, như vậy ôn nhu nhìn chính mình. Mà nàng cư nhiên tàn nhẫn đến hạ tâm đêm tam phu nhân nhắm mắt lại dựa vào nơi đó, nước mắt từ khóe mắt chậm rãi rơi xuống, nghe được bên ngoài tiếng bước chân đêm tam phu nhân chậm rãi mở to mắt nhìn đến cửa lao khẩu đứng dạ quân. Đêm tam phu nhân vội vàng lau trên mặt nước mắt đứng lên, quân nhi. Ta nghe nói ngươi muốn gặp ta. Đêm tam phu nhân gật gật đầu rồi sau đó cười cười nói cảm ơn ngươi còn nguyện ý tới gặp ta ta thật cao hứng. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. chương 576 ta cưới muội muội làm vợ. Nhìn trước mặt dạ quân, tuy rằng mặt nạ che lấp hắn nửa trương dung nhan, lại vẫn là mơ hồ có thể thấy được ngày xưa dấu vết nhìn đến hắn, liền làm nàng nghĩ tới đêm tam. Dạ quân tướng mạo cũng không giống chính mình cha mẹ, ngược lại cùng đêm tam rất giống. Ngay cả tính tình đều phi thường tương tự, cho nên đêm tam lúc trước phi thường sủng ái cái này chất nhi liên quan nàng đều phi thường thích dạ quân, ta không khẩn cầu ngươi có thể tha thứ ta, cũng không có cái kia tư cách thỉnh cầu ngươi tha thứ. Nói từ bên hông lấy ra một khối phi thường tinh xảo châm ngọc chỉ tiếc là rách nát vỡ ra châm. Đây là năm đó ngươi tam thúc tặng cho ta tuy rằng đã rách nát bất quá ta vẫn luôn lưu đến bây giờ. Nói thực ôn nhu mơn trớn châm ngọc đáy mắt tự hồ mang theo quyến luyến. Lại tự hồ mang theo tiếc nuối. Cuối cùng chỉ có thể hóa thành một cái chua xót cười, đêm Tam phu nhân đem trâm ngọc đưa qua đi nói, có thể hay không thỉnh ngươi đem cái này đặt ở ngươi Tam thúc mộ phần. Đời này tình nghĩa ta vô pháp hoàn lại, kiếp sau ta nhất định sẽ tìm được hắn, làm châu làm ngựa còn cho hắn. Dạ Quân cúi đầu nhìn mắt nàng đưa qua trâm ngọc, này chỉ trâm ngọc hắn gặp qua Tam thúc còn chưa cưới vợ thời điểm liền thường xuyên lấy ra tới, hắn còn trêu ghẹo hỏi qua Tam thúc tưởng tức phụ Tam Túc cười nói này chỉ châm ngọc là vì cho về sau hắn người yêu thương, hắn vẫn luôn đều quý trọng này chỉ châm ngọc sau lại có nàng, Dạ Quân Biên thấy được nàng búi tóc mang theo châm ngọc. Không cần hoài nghi, nàng đó là Tam Thúc đời này yêu nhất nữ nhân. Dạ Quân duỗi tay tiếp nhận kia chỉ châm ngọc, hỏi, ngươi cùng Tam Thúc ở bên nhau nhiều năm như vậy, ngươi trong lòng có từng từng có hắn? Đêm Tam phu nhân chậm rãi nhắm mắt lại. Dạ Quân chua xót cười cười nói, nhìn ta hỏi chính là nói cái gì? người trong lòng nếu là thật sự từng có ta tam thúc chúng ta giả ra gì đến nỗi rơi xuống như thế nông nỗi, ta chỉ là vì tam thúc không đáng giá. Hắn thật vất vả tìm được một cái chính mình ái lại không có nghĩ đến trả giá như thế đại giới. Đêm tam phu nhân đột nhiên bối quá thân che miệng lại khóc giống, dạ quân không có lại xem nàng xoay người rời đi, hiện giờ hắn tâm cảnh đã hoàn toàn không giống nhau, nếu là ở lúc ban đầu. Hắn nhất định sẽ thân thủ giết nàng. Quân nhi, mặt sau chuyển đến đêm tam phu nhân nghẹn ngào rồi lại mang theo khẩn cầu thanh âm có thể hay không cuối cùng gọi ta một tiếng tam thầm nàng nhân sinh muốn được đến cứu rỗi rõ ràng duy nhất có thể cứu rỗi nàng chỉ có dạ quân dạ quân bước chân chỉ là hơi hơi tạm dừng một chút rồi sau đó bước đi đi đêm tam phu nhân đến chết đều không có lại nghe được có người gọi nàng tam thầm linh hồn của nàng rốt cuộc không chiếm được cứu rỗi mỗi người đều phải vì nàng làm những chuyện như vậy trả giá đại giới, cái loại này đại giới chỉ có chính mình mới có thể thể hội. Dạ quân đi ra lúc sau hơi hơi nhắm mắt, Thúc Nhi xuất hiện ở dạ quân trước mặt chủ nhân. Thúc Nhi, rốt cuộc kết thúc. Thúc Nhi nhoèn miệng cười ân, rốt cuộc kết thúc. Người về sau có thể không cần đãi ở bên người nàng, đi người muốn đi địa phương, làm chuyện người muốn làm đi. Dạ quân duỗi tay sờ sờ Thúc Nhi đầu. Nhiều năm như vậy Thúc Nhi vẫn luôn đi theo hắn bên người. Khởi điểm là hắn chiếu cố còn tuổi nhỏ Thúc Nhi, sau lại Thúc Nhi chậm rãi lớn lên, liền bắt đầu chăm sóc hắn, nhiều năm như vậy cứ việc hắn đã thói quen Thúc Nhi chiếu cố. Lại vẫn là càng thêm nguyệt ý nàng đi qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Thúc Nhi cười lắc đầu chủ nhân, Thúc Nhi sẽ vẫn luôn đãi ở chủ nhân bên người, Thúc Nhi tin tưởng nương cũng là như thế này hy vọng. Nhà đầu ngốc chủ nhân nương nương hiện giờ tình cảnh đã là phi thường nguy hiểm hoàng thượng khẳng định là cha được nương nương là ngài người chủ nhân nên như thế nào liệu lý việc này làm nàng triệt tay rời khỏi phượng hạo hiên hiện giờ tâm tư căn bản liền không ở chính mình phi tần mặt trên cho nên quý bắc đình muốn rời khỏi vẫn là không khó đúng vậy hậu cung quý đức phi nghe xong thúc nhi hội báo chụp bàn dựng lên làm bồn cung rời khỏi không chuyện này không có khả năng thật vất vả đi đến hôm nay cái này phân thượng ta sao có thể dừng tay chính là nương nương chủ nhân đã không cần thúc nhi ai nói chủ nhân không cần ta quý đức phi đột nhiên đứng lên nhìn thúc nhi nói tuy rằng hiện tại sự tình đã giải quyết nhưng là chủ nhân thân phận lại vẫn là không có giải quyết tuy rằng chủ nhân không nghĩ trọng nhặt quá khứ thân phận nhưng là ngươi ngẫm lại xem về sau hoàng thượng trung sẽ biết chủ nhân cùng cửu vương gia tuy nói đã không phải rút kiếm tương đối trạng huống nhưng là ngươi đừng quên trước kia phát sinh sự tình không nói cửu vương gia chỉ cần là mộc thanh ca liền không khả năng sẽ bỏ qua chúng ta muốn chủ nhân bình an không có việc gì nhất định phải tiên hạ thủ vi cường diệt trừ mộc thanh ca như vậy mới vĩnh vô hậu hoạn Túc Nhi lắc đầu nói, nương nương tuy rằng nói có đạo lý, nhưng là cửu vương phi là cửu vương gia tâm đầu nhục nếu diệt trừ cửu vương phi. Cửu vương gia bên kia thế tất càng thêm sẽ không bỏ qua chủ nhân, huống hồ chủ nhân đã công đạo qua, chúng ta không thể động cửu vương phi. Quý Đức Phi đem trên bàn cái ly đột nhiên nắm lên ném xuống đất phát ra phịch một tiếng, trong chén trà mặt nước trà lá trà bắn ra tới, Thúc Nhi dọa nhảy dựng nhìn bên chân chén trà, nương nương. Quý Đức Phi hít sâu một hơi bình phục nội tâm tức giận đối với Thúc Nhi phất tay nói, bổn cung đã biết ngươi đi xuống đi. Thúc Nhi nhìn nhìn Quý Đức Phi rồi sau đó cung kính lui xuống. Quý Đức Phi chậm rãi ngồi ở trên giường, đặt ở trên bàn tay chặt chẽ nắm lên, nàng tuyệt đối sẽ không như vậy tiện bãi cam hưu, chủ nhân tất nhiên đã đối cửu vương phi động tâm. Bằng không sẽ không như vậy nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua một thanh ca. Cửu vương phủ. Mấy ngày này Mục Thanh Ca đều không có hào hào bồi quá Nguyệt Hy, cho nên cố ý ngồi ở chỗ kia xem Nguyệt Hy luyện võ, nho nhỏ bộ dáng bắt lấy Mộc Kiếm nhưng thật ra ra dáng ra hình. Bộ dáng cực kỳ giống vừa mới bắt đầu học võ Khang Nhi. Năm đó Khang Nhi cũng là như thế này đi theo lang phong luyện võ, Mục Thanh Ca nhìn bên kia lang phong đột nhiên nghĩ tới uẩn cơ, xương khói thấy Mục Thanh Ca sắc mặt trầm trọng nhìn lang phong. Trong lòng đã biết Vương Phi chính là suy nghĩ uẩn cơ cô nương. Mục Thanh Ca trầm trọng gật gật đầu, còn không có nàng tin tức sao? Sương khói lắc đầu, rất kỳ quái, chúng ta ngay cả nhà nghèo người cũng đều phái ra đi tìm, nhưng là cũng không có tìm được quần cơ cô nương trong lòng, giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau. Vương phi, quần cơ cô nương có thể hay không luẩn quẩn trong lòng? Sẽ không, quần cơ nhìn như nhu nhược kỳ thật phi thường kiên cường, ta tin tưởng nàng nhất định an tĩnh sống ở chỗ nào đó, một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm được nàng. Mục Thanh Ca trước sau đều tin tưởng Lăng Phong cùng Uẩn Cơ sẽ hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Nương, Phượng Nguyệt Hy chạy đến Mục Thanh Ca bên người kêu. Mục Thanh Ca bưng lên thủy đút cho hắn uống. Phượng Nguyệt Hy hiến vật quý giống nhau nói. Nương, Phong cữu cữu nói ta thiên tư thông tuệ. Về sau nhất định sẽ trở nên so cha còn muốn lợi hại. Ân, như vậy liền có thể bảo hộ nương. Mục thanh ca ôn nhu cười, đút cho hắn mấy cái tiểu điểm tâm, nhìn hắn ngoan ngoãn bộ dáng nghĩ tới an bình, cũng không biết an bình thế nào. Trước đó không lâu mới thu được quốc sư bên kia gửi thư, ninh ninh thực hảo, quốc sư phu nhân cùng quốc sư đều phi thường sủng ái nàng, hơn nữa tướng mạo cũng là càng thêm trổ mã. Về sau tất nhiên là cái mỹ nhân phôi. Nguyệt Hy ngẩng đầu hỏi, nương, muội muội Ân, người còn nhớ rõ muội muội mục thanh ca kinh ngạc nhìn phượng nguyệt hy hỏi khi cách lâu như vậy nàng không nghĩ tới phượng nguyệt hy còn nhớ rõ an bình phượng nguyệt hy gật gật đầu nghiêm túc nói ân chờ ta trưởng thành ta cưới muội muội làm vợ mục thanh ca cười nói hảo kia cần phải xem chúng ta nguyệt hy bản lĩnh nhìn xem chúng ta nguyệt hy có thể hay không cưới hồi an bình nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc